Truyền thuyết về các vị thần. Phần 1. Các vị thần Ai Cập. Thần Siêu. Thần Siêu là một trong những vị thần nguyên thủy trong thần thoại Ai Cập, là một trong 9 vị thần vĩ đại của thánh địa Heliopolis. Siêu được coi là vị thần biểu trưng cho không khí. Trong các bức vẽ, thần Siêu được miêu tả là một người mang một chiếc lông ngỗng trên đầu. Siêu được thần Ra tạo ra cùng vợ ông là nữ thần mưa Tefnut. Siêu và Tefnut có 2 người con là Geb, thần đất, và Nát, thần bầu trời. Siêu cũng là vị thần của ánh sáng, nhưng không phải là thần mặt trời. Sự chiếu sáng của ông xóa tan đi bóng tối của sự hỗn loạn, chia cách ngày và đêm, tách biệt dương trần với địa ngục. Ông cũng là một trong những vị thần trên con thuyền mặt trời. Hàng đêm giúp thần Ra đánh đuổi con rắn quỷ Apep, đem ánh mặt trời vào mỗi bình minh. Đôi khi, ông được coi là vị thần của những cơn gió. Ông đem lại sự mát dịu cho nhân loại, cấp thêm gió cho những chiếc thuyền xuôi dòng sông Nin. Siêu là vị pharaoh thứ 2 cai trị sau Atum ra. Ông cũng là một vị thẩm phán dưới địa ngục Duat, phán xét các linh hồn người chết tại đại sảnh của Maat. Thần Siêu được cho là vị thần khắc tinh của sự tham nhũng và tráo trở. Không có bất cứ đền thờ nào dành riêng cho thần Siêu, nhưng ông được tôn kính trên khắp Ai Cập. Tại vùng Luni Ai Cập có một phế tích gọi là nhà của Siêu.